Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ở trong clip ngày hôm nay, tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số những cái bài thuốc được sử dụng từ cái cây đào kia các bạn. Đấy. Và trước mắt chúng ta đây là cây lục lạc vàng này các bạn này. Đấy, cây lục lạc lá ổi. Điều trị chứng bí đái đấy, thông tiểu tiện đấy các bạn. Rồi, tôi sẽ không nói cây này nữa. Mấy hôm nay tôi cũng khá là bận cho cái việc in ấn thiệp cưới cho khách, cho nên là tôi cũng không thể ra video đều đặn được, cho nên mong tất cả các bạn thông cảm. Và hôm nay thì tôi cũng rảnh nên là muốn làm cái clip này gửi đến toàn thể các bạn. Cô bác nào yêu quý những cái bài thuốc dân gian, và cái bài thuốc ngày hôm nay của tôi chính là cái cây đào đấy các bạn. Đấy. Đây, cây đào này. Đào. Cây đào này thì tôi cũng nói qua một chút. Có ba cái gốc này thì có ba nhánh. Đây. Được anh em trước Tết trả giá hơn 15 triệu nhưng mà gia đình không bán. Rồi. Ở trên tôi thì hay sử dụng cây đào này làm thuốc để chứa những cái trứng táo bón này. Thông tiểu tiện này. Đấy, và khá nhiều những cái công dụng khác nữa. Thì chúng tôi hay dùng lá này. Đấy. Dùng vỏ và cả rễ của nó. Đây, đây là một cây. Đây các bạn. Đây là một cây đào này các bạn này. Đó. Rồi. Chúng tôi hay sử dụng cái vỏ này. Vỏ ngày trước mà chúng tôi trường hợp mà bí đái ấy, chúng tôi vừa cắt một mảng cái phần vỏ của nó đun sắc nước uống xong, bây giờ nó cũng sắp lành lặn rồi đấy. Thì bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính đấy, dựa trên những cái kinh nghiệm dân gian ở trên tôi, ở địa phương chúng tôi hay sử dụng ấy, thì chúng tôi hay sử dụng cái vỏ này. Đây là một cái cây đào nữa các bạn này. Đây là một cái gốc này. Nên ở trên tôi thì hay sử dụng cái vỏ của cái cây đào này. Và rễ nữa. Vỏ này, rễ này, lá này. Đấy, ba cái. Đây là ba cái bộ phận mà chúng tôi hay sử dụng nhất để mà chữa một số những cái bệnh đấy. Cái thứ nhất là rễ này. Rễ thì ở dưới sâu nhé, thì tôi không muốn nói. Thì nói chung ở đây rễ với vỏ. Đấy, rễ với vỏ của cây đào ấy, với cả cành nữa, thì điều trị những cái trứng mà chúng ta bị nhiệt ở dạ dày ấy. Chúng ta thấy cảm giác là bị nhiệt ở dạ dày này, và bị vàng da, viêm gan vàng da nhé các bạn. Đấy. Và những cái trứng đau bụng, chứng đau bụng, thì chúng ta lấy cái vỏ của cây đào với lại rễ, chúng ta sắc uống nhé các bạn. Và một ngày chúng ta uống từ 2 đến 3 lần. Một ngày chúng ta uống 2 đến 3 lần. Chúng ta sắc thì liều lượng sắc thì chúng tôi không cân đo đong đếm, chúng tôi chỉ lấy một nắm. Đấy, lấy một nắm chắc khoảng một lạng gì đấy. Đấy, khoảng một lạng gì đấy, chúng tôi rửa thật sạch, sau đấy là để nước vừa đủ để mà khi mà chúng ta sắc xong nó ra thuốc rồi ấy, thì còn khoảng tầm 3 bát thôi. Tại vì là một ngày chúng ta dùng từ 2 đến 3 bát thì chúng ta sắc, chúng ta cứ để khoảng 5 bát nước đi. Xong là sắc đến khi nào còn lại khoảng từ 2 đến 3 bát thì chúng ta uống, chia làm 3 lần uống. Thì nó khá là hiệu quả trong cái việc đau bụng này, nhiệm dạ dày này, vàng da này, từ cái cây đào này này các bạn này. Đấy, đấy là những cái kinh nghiệm trên tôi nhé. Không biết là ở chỗ các bạn có sử dụng hay không thì tôi cũng không rõ. Nhưng mà trên tôi, địa phương tôi thì hay sử dụng như vậy. Thì tôi muốn gửi đến các bạn những cái thông tin như thế. Một cái nữa, từ cái lá này. Vừa nãy thì tôi nói từ vỏ này, nói rễ này, thân của cây này. Bây giờ thì tôi chuyển sang lá đào. Đấy. Đây. Lá đào thì chúng tôi hay sử dụng để chữa những cái trường hợp mà bị ghẻ lở đấy, hay là bị ngứa hậu môn,
hoặc là âm đạo thì chúng tôi dùng cái lá đào này. Các bạn lấy một nắm rửa thật sạch xong là các bạn đi đây. Đây này các bạn này. Rửa thật sạch sau đấy chúng ta đun nước để mà lấy cái nước, lấy nước đấy để mà rửa những cái chỗ mà bị kẻ lở ngứa và cái chỗ âm đạo chúng ta bị ngứa đấy, đấy các bạn. Đấy, đấy là từ cái cây lá đào này. Và cái thứ hai nữa thì một số những cái vết thương mà bị sưng đau ấy, sưng đau thì chúng ta cũng lấy cái lá đào tươi này sắc lấy nước, hoặc là chúng ta giã vắt lấy nước cốt để mà bôi vào cái chỗ mà bị sưng đau ấy thì nó cũng rất là hiệu quả nhá các bạn. Và cái thứ ba nữa là trị những cái chứng mụn nhọt ở trẻ em nhé các bạn. Còn người lớn thì chúng tôi cũng chưa sử dụng, thì hay sử dụng ở trẻ em ấy, thì chúng ta lấy cái lá đào non này này. Đấy, lấy lá đào non này khoảng 50g đi. Chúng ta đây các bạn. Chúng ta trộn với cái đường phèn ấy. Đấy, trộn đường phèn xong là giã nhuyễn để mà bôi lên cái chỗ mà mụn nhọt ở trẻ em ấy thì nó cũng khá là hiệu quả. Đây. Ngoài ra thì cái lá đào này thì nó còn để sử dụng để phòng những cái cơn sốt rét. Những cái trường hợp mà chúng ta, những cái trường hợp mà hay bị sốt rét ấy thì chúng ta lấy cái là lá đào này. Đây. Với lại cộng thêm một ít là hạt tiêu nha các bạn. Đấy, nghiền nát xong vo thành viên. Vào cái thời điểm mà trước 3 giờ lên cơn sốt ấy thì chúng ta lấy cái này đắp lên. Đây, đây các bạn. Đắp lên trên cái mạch cổ tay của người bệnh ấy thì nó có thể là để phòng cái cơn sốt, nó cũng khá là hiệu quả. Và ngoài ra thì tôi cũng tìm hiểu một số những cái sách về những cái cây thuốc, thì chúng ta còn có thể lấy cái hoa, lấy hoa của cây đào này, lấy quả của nó này, lấy cái nhân của cây đào cũng điều trị những cái bệnh rất là tốt này, ví dụ như là những cái chứng mệt mỏi, ho hen này, trị lao phổi này, chữa cao huyết áp này, chữa cái vấn đề mà kinh nguyệt không đều này, chúng ta cũng có thể lấy cái cây đào này, lấy hoa này, lấy quả này của nó rất là nhiều. Nói chung là nó có khá là nhiều công dụng. Tuy nhiên rằng thì tôi cũng chủ yếu là tôi nói về những cái kinh nghiệm ở dân gian, kinh nghiệm ở trên tôi hay sử dụng, đó chính là sử dụng từ cái vỏ và rễ này với lại lá của cái đào để tôi giới thiệu cho tất cả các bạn. Với cái hy vọng là những cái thông tin mà tôi đưa lên, đấy, những cái kinh nghiệm ở trên tôi thì có thể giúp cho mọi người phần nào trong cái việc chữa trị, những cái việc điều trị một số những cái bệnh của bản thân này cũng như là của gia đình và bạn bè chẳng hạn, đúng không? Đấy là tôi nói sơ qua một chút về cái kinh nghiệm điều trị bệnh từ cái cây đào mà trên tôi hay sử dụng. Nếu mà các bạn thấy cái clip này có ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like để tôi có nhiều niềm cảm hứng hơn để mà giới thiệu nhiều cây thuốc quý hơn cho tất cả các bạn. Và mong sao là khi mà các bạn đọc được cái xem được cái clip này thì các bạn cố gắng chia sẻ để cho nhiều người biết đến cái kinh nghiệm sử dụng cái cây đào này làm thuốc hơn. Và đồng thời là mong muốn tất cả các bạn hãy đăng ký cho tôi để mà tôi có động lực tôi ra nhiều clip mới hơn. Khi mà tôi ra clip thì các bạn có thể là những người đầu tiên được xem những cái clip về những cái cuộc sống ở trên vùng cao, hoặc là những cái kinh nghiệm dân gian về những cái bài thuốc chữa bệnh chẳng hạn. Vâng. Còn ngoài ra thì ở trên này thì các bạn có thể thấy là đây là cây mật gấu này, hay còn gọi là cây hoàng liên Oro đấy các bạn. Cái cây này thì nhiều người hay thắc mắc. Đấy, nhiều người hay thắc mắc bảo cây này là không phải là cây mật gấu. Thì tôi bảo cái này là cây mật gấu Bắc. Đấy, tại vì là trên tôi thì gọi là cây hoàng liên hoặc là cây giang tàng ấy. Ở trên tôi gọi là giang tàng, đấy là theo địa phương của chúng tôi. Hay chữa bệnh viêm gan vàng da, và đồng thời nó cũng để mà ngâm rượu, cũng rất là tốt, rất là ngon này.
các bạn này, đây là những cái thân mà chúng tôi khi mà phát cỏ xung quanh thì chúng tôi để lại để mà làm thuốc. Đấy. Vâng, tôi chỉ giới thiệu sơ qua thôi, tại vì là cái này tôi cũng đã từng giới thiệu cho các bạn rồi. Tôi cũng lên rừng giới thiệu cho các bạn biết cái cây này rồi. Nhưng mà các bạn có nhu cầu thì lúc nào tôi lại giới thiệu tiếp để cho tất cả các bạn xem. Đấy, clip hôm nay thì chủ yếu là tôi muốn giới thiệu, gửi đến tất cả mọi người một số những cái kinh nghiệm sử dụng cây đào này thôi. Đặc biệt là từ lá này, từ vỏ này, từ rễ của cây đào thôi. Vâng, clip ngày hôm nay thì đến đây cũng tôi cũng xin dừng thôi. Hy vọng nó là những cái thông tin bổ ích để cho các bạn tham khảo. Và nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like, chia sẻ và nhấn đăng ký để nhận được những cái clip mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào.